Kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa Ngài Tổng thống Myanmar, kính thưa Ngài Thủ tướng Nepal, kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, thưa toàn thể quý liệt vị, thưa các anh chị em, Namaskar, xin chào. Tôi xin được mang tới đây lời chào trân trọng đến từ miền đất của Đức Phật nhân sự kiện quan trọng ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này. Đây là ngày thiêng liêng nhất của chúng ta. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự đã được mời tới để tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 được tổ chức tại tỉnh Hà Nam. Và tôi cũng đã vinh dự được mời để làm một trong những diễn giả trong chương trình này. Cách đây hơn 2 thiên niên kỷ, Đức Phật đã đản sinh, đã thành đạo, đã nhập cõi Niết Bàn. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang áp dụng những lời dạy của Đức Phật để mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho người dân ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù là những lời dạy đó từ cách đây hơn 2.500 năm nhưng vẫn luôn đúng. Vì sắc tạo ra cơ hội cho chúng ta để chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình, để chúng ta hướng tới hòa bình, chúng ta tránh xa xung đột. Thông qua lịch sử của nhân loại, thì chính Phật giáo đã chứng minh được giá trị của mình trong việc giúp chúng ta vượt qua những sân hận, giúp chúng ta bớt đi được nhiều giọt nước mắt trên thế gian này. Có thể nói là Phật giáo giúp chúng ta có thể áp dụng nguyên lý về sự hòa hợp để đạt được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân loại chúng ta hiện nay đang có rất nhiều những khó khăn. Và ở Ấn Độ trước đây thì cũng đã có vai trò rất quan trọng trong việc lan tỏa Phật giáo ra thế giới. Thưa toàn thể quý liệt vị, Ấn Độ là một trong những quốc gia đồng dân nhất trên thế giới. Và chúng tôi luôn luôn chú trọng được hướng tới nền hòa bình. Trong hành trình đó, các vị lãnh đạo của chúng tôi cũng đã có tham khảo đến những lời giảng dạy minh triết của Đức Phật, đạo pháp của Đức Phật, chính là một thứ có sức mạnh vô biên trong việc giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh. Và bậc thầy vĩ đại của chúng ta là Đức Phật đã lan tỏa nhiều giá trị. Và tại Chicago năm 1983, những giá trị đó đã được nhắc tới một cách rộng rãi trên diễn đàn thế giới. Và đến ngày hôm nay, những giá trị đó vẫn còn tiếp tục phát huy. Và hiện nay thì tại ngôi chùa Tam Chúc này tại tỉnh Hà Nam, chúng ta đang hội ngộ với nhau ở đây để cùng kỷ niệm Đại lễ Phật Đản lần thứ 16 với chủ đề là cách tiếp cận của Phật giáo trong lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm vì xã hội bền vững. Có thể nói chủ đề này là chủ đề rất thích hợp, rất hữu ích để giúp cho chúng ta có thể là tận dụng được những cái lời dạy minh triết đó của Đức Phật và cùng nhau tạo ra những ý tưởng, những chương trình hành động khác nhau để có thể cùng nhau hành động dựa trên cách tiếp cận này hướng tới xã hội bền vững hơn, để có được những người lãnh đạo tài giỏi hơn. Chúng ta hãy cùng bàn thảo với nhau cách làm thế nào để có thể tạo ra được một thế giới bền vững hơn. Chỉ có cách tiếp cận của Phật giáo như thế này mới có thể giúp chúng ta tìm ra những lời giải mới cho xã hội ngày nay. Trên thực tế thì hiến chương của Liên Hợp Quốc
vào năm 1945 cũng có nói ra những điều dựa trên các nguyên lý của đạo Phật. Và Liên Hợp Quốc được thành lập cũng là dựa trên những nguyên lý đó. Chúng ta muốn làm sao cho nhiều thế hệ tương lai của chúng ta có thể có được hòa bình, nhân loại này sẽ có thể có được hòa bình từ những nỗ lực của chúng ta. Và Liên Hợp Quốc đã tiến một bước xa hơn, không những là duy trì nền hòa bình cho thế giới mà còn tạo ra một hành tinh bền vững hơn dựa trên chương trình nghị sự năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Hòa bình phổ quát trên toàn cầu, tự do cho tất cả mọi người, đó là những điều đã được chúng ta cùng công nhận. Nếu như chúng ta không có sự phát triển bền vững thì không thể nào có hòa bình, mà hòa bình thì lại là điều kiện tiên quyết để chúng ta phát triển. Cho nên hai yếu tố đó nó lệ thuộc lẫn nhau, đó là thực tế của cuộc sống. Cho nên khi chúng ta ở đây và trao đổi với nhau về vai trò lãnh đạo toàn cầu và phát triển bền vững thì đó là điều vô cùng thích hợp, đặc biệt là khi chúng ta lại cùng nhau kỷ niệm Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc như thế này. Cách tiếp cận của Phật giáo trong đạo pháp, trong những hành vi chính trực, gồm có những giá trị như thiện tâm, đạo đức, lòng vị tha, trung thực, tính khiêm nhường, buông xả, lòng biết ơn, không bạo lực, sự nhẫn nhục và ngay thẳng. Đó đều là những giá trị rất là quan trọng. Và áp dụng những giá trị đó, chúng ta sẽ tránh cho thế giới không gặp phải xung đột, bạo lực, và chúng ta sẽ giúp cho hành tinh trái đất của chúng ta không tiếp tục bị suy thoái. Ấn Độ chúng tôi có một vị đại đế tên là Ashoka, từ thời xa xưa rồi, và vị đại đế đó sau này đã được ghi nhận cho những công lao của mình. Vị đại đế đó xuất phát từ một người vô cùng là tàn ác, nhưng sau đó đã trở thành một vị hoàng đế sùng đạo. Ashoka đã thay đổi hoàn toàn, từ Ashoka giận dữ trở thành Ashoka sùng đạo. Hoàng đế Ashoka đã làm theo đúng 10 phẩm hạnh mà Đức Phật giảng dạy, và 10 điều phẩm hạnh đó chính là những giá trị mà mỗi một nhà lãnh đạo tài giỏi trong thời đại ngày nay đều cần phải làm theo. Tôi xin nhắc lại, đó là những giá trị liên quan tới thiện tâm, tới tiết tháo, tới lòng vị tha. Đó là những giá trị liên quan tới sự trung thực, tính khiêm hạ khiêm nhường, buông xả, lòng biết ơn, bất bạo động, nhẫn nhục, và cuối cùng là tính ngay thẳng. 10 phẩm chất đó, nếu như làm được thì chúng ta có thể chinh phục tất cả mọi thứ ở trong vai trò của một người lãnh đạo. Đó cũng chính là những điều mà Đức Phật đã giảng dạy vào thời đại đó. Khi mà đã áp dụng triết lý của đạo Phật rồi thì hoàng đế Ashoka đã hướng tới những mục tiêu tốt đẹp cho toàn xã hội, đó là xóa bỏ mọi khổ đau và mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Và Phật giáo thì đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong hành trình sau này ở đất nước Trung Quốc. Chính Đức Phật đã có thông điệp chỉ rõ ra con đường để chúng ta đi theo, đó là con đường bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo thì chúng ta có con đường đúng đắn, hiểu biết đúng đắn, lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn, cuộc sống đúng đắn, có tâm niệm đúng đắn, mà phải biết tập trung vào đúng những cái điều tốt đẹp. Nếu như người lãnh đạo trên toàn cầu có thể là áp dụng cái cách tiếp cận này và thúc đẩy những giá trị này thì chắc chắn là trên thế giới sẽ tránh được những cuộc xung đột, và lúc đó trên thế giới sẽ đạt được sự đồng thuận và chúng ta sẽ có được hòa bình. Chúng ta sẽ sống một cách cân bằng hơn, chúng ta sẽ có hòa bình bền vững hơn trên thế giới. An inclusive perspective that respects each individual
Theo cách tiếp cận này, chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi cá nhân, phải chọn những con đường đi đúng đắn cho bản thân mình. Và có làm như vậy, chúng ta mới đạt được những kết quả tốt đẹp. Cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy sự bình đẳng. Tất cả mọi người đều có vai trò quan trọng như nhau. Và chính Đức Phật của chúng ta đã nhắc tới một khái niệm gọi là chính niệm. Dựa trên chính niệm, chúng ta phải phát triển và không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Thưa quý vị đại biểu, hướng tới một xã hội bền vững, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đó nếu như chúng ta có công lý trong xã hội. Và chính công lý trong xã hội đó thì nó sẽ có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ tới việc chúng ta kiểm soát xung đột như thế nào ở trong chính nội tại bản thân mình và trên thế giới. Xã hội bền vững là hoàn toàn có thể đạt được nếu như chúng ta biết tiêu dùng một cách bền vững, sản xuất một cách bền vững. Xã hội bền vững là điều hoàn toàn có thể đạt được khi chúng ta có ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình đối với tương lai. Chúng ta phải ý thức thật rõ ràng về tương lai của chúng ta, và chúng ta cũng cần phải ghi nhớ những lời dạy của Đức Phật. Và phải biết tránh xa lòng tham. Chính lòng tham đã khiến cho con người đang làm cho môi sinh của chúng ta bị hủy hoại. Dục vọng của chúng ta trong việc thỏa mãn mọi mong muốn của mình đã tạo ra những bất bình đẳng trên thế giới này và đã gây ra những xáo trộn cho sự hòa hợp của xã hội. Tất cả những cái thứ đó nó gây ra là bởi vì lòng tham của con người. Và chính ngài Mahatma Gandhi cũng đã nói như vậy. Trong việc kiến tạo lên một xã hội bền vững, chúng ta bắt buộc phải xây dựng được hòa bình và sự hòa hợp. Thế việc xung đột mâu thuẫn chia rẽ các quốc gia nó bắt nguồn từ lòng sân hận, và chúng ta phải tránh xa điều đó. Khủng bố đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới cũng là vì như vậy. Rõ ràng là khủng bố hay sự sân hận chính là kẻ thù của nhân loại chúng ta. Nó không có đất để sống trên thế giới này. Không có lý do gì mà nhân loại chúng ta lại phải chịu đựng khổ đau như vậy. Cả nhân loại chúng ta phải đoàn kết với nhau để xóa bỏ đi sự sân hận đó, cũng như là nạn khủng bố đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Những kẻ cổ suý cho tư tưởng sân hận thù ghét cần phải được loại bỏ khỏi thế giới này. Và Đức Phật cũng đã nói rất rõ về việc chúng ta không được tham sân si. Chúng ta không thể nào có được hòa bình nếu như vẫn còn tham sân si trong những người lãnh đạo. Khi mà chúng ta áp dụng những giáo lý của Đạo Phật, thì chúng ta sẽ có thể tìm ra lời giải cho những khó khăn, những mâu thuẫn, những xung đột đang chia rẽ thế giới này của chúng ta. Chúng ta áp dụng những lời dạy minh triết của Đức Phật thì chúng ta có thể thúc đẩy được những giá trị như hòa bình, hòa hợp dành cho xã hội này. Khi chúng ta cùng nhất trí, đoàn kết với nhau, hợp tác với nhau dựa trên cái tư tưởng vĩ đại của Đức Phật và Đạo Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể hòa hiệp, chúng ta sẽ có thể đạt được hòa bình, chúng ta sẽ thấy lòng từ bi lan tỏa trên khắp các cộng đồng ở toàn cầu. Đó chính là nhiệm vụ của những người lãnh đạo chúng ta. Đại lễ Phật Đản Vesak chính là dịp để chúng ta tôn vinh những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, để chúng ta từ đó kết nối được các xã hội trên toàn thế giới. Hơn 2 thiên niên kỷ trước đây, chính những nhà thương buôn, chính những thủy thủ của Ấn Độ đã mang theo những giá trị của Đạo Phật để lan tỏa đến vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ví dụ như là trường phái Trung Quán của Bồ Tát Long Thọ, hay là những lý tưởng Bát Nhã, cũng đều đã có sự ảnh hưởng vô cùng sâu sắc ở Phật giáo Việt Nam. Các nhà lịch sử, các nhà sử học đã khẳng định rằng Bát Nhã Đại Thừa đã được truyền trực tiếp từ miền Nam Ấn Độ vào Việt Nam thông qua Indonesia và Vương quốc Champa. Và nhiều nhà sư Ấn Độ, ví dụ như là Maha Kỳ Vực, ví dụ như nhà sư Khâu Đà La hay là Đạt Ma Đề Bà và Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cũng đã có những đóng góp vô cùng quan trọng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Thế và về mặt
Hai nền văn minh thì chúng ta cũng đã có sự gắn kết với nhau thông qua thông điệp phổ quát của Đức Phật liên quan đến hòa bình, từ bi, hòa hợp và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Những tư tưởng của Đức Phật và lời giảng dạy của Đức Phật dành cho nhân loại chúng ta đang vô cùng có ý nghĩa trong thời đại ngày hôm nay, cũng giống như là những lời minh triết đó đã tìm có ý nghĩa vô cùng to lớn từ cách đây hơn 2000 niên kỷ. Ở cấp độ sâu sắc hơn thì không gian văn hóa chung của chúng ta, tôn giáo chung của hai đất nước chúng ta, những triết lý chung của chúng ta đều được ảnh hưởng và được định hình từ thông điệp của Đức Phật về hòa bình, về hòa hợp xã hội. Đó chính là những báu vật mà Đức Phật đã trao lại cho thế giới. Đức Phật cho chúng ta thấy con đường có thể giúp chúng ta khám phá la ra một thế giới hoàn toàn có thể có hòa bình lâu dài và ổn định. Đức Phật chỉ ra cho chúng ta con đường có thể sống một cuộc đời phẩm hạnh. Đức Phật đã giúp chúng ta tìm thấy con đường có thể tăng trưởng kinh tế mà vẫn có thể có được một xã hội phát triển ổn định, bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Thiên nhiên, văn hóa cùng đồng hành với chúng ta để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Đó chính là điều cao cả mà chúng ta học hỏi được từ những điều giảng dạy của Đức Phật. Chính Đức Phật cũng đã nói rằng nếu chỉ nói thôi mà không làm, và tôi xin chính xác là nếu chỉ nói mà không làm thì cũng chỉ như hoa đẹp mà thôi. Hoa đẹp mà lại không tỏa hương, hoặc là nó giống như những cái cây mà không có quả, không có trái. Chỉ khi chúng ta hành động đúng theo lời nói của mình thì lúc đó hoa mới tỏa được hương thơm, cây mới có trái ngọt. Và trong thế giới đương đại của chúng ta phải khẳng định rằng lời nói và hành động của mình luôn luôn song hành. Có như vậy chúng ta mới có thể mang lại được hòa bình cho các miền đất của mình. Những người lãnh đạo làm như vậy thì mới có thể tạo ra được trật tự thế giới. Trong thế giới ngày nay chúng ta cần tất cả mọi người, dù là nam hay nữ, để cùng sống một cách hài hòa với nhau. Chúng ta phải có những lời nói đúng đắn, phải có hành động đúng đắn thì chúng ta mới có thể triển khai cùng nhau và đạt được những mục tiêu để làm cách bền vững. Thông điệp của Đức Phật đã nhấn mạnh là phải có tình thương yêu dành cho tất cả chúng sinh. Đức Phật đã nói rằng là những điều ta nói đó phải tồn tại mãi mãi, phải được thực hiện mãi mãi. Và những cái lời giảng dạy minh triết đó thực sự có ý nghĩa như bầu không khí chúng ta đang hít thở. Chúng ta phải làm như vậy thì mới có một xã hội không còn sân hận, không còn thù ghét và có được hòa bình và sự bình yên trên thế giới. Kính thưa quý liệt vị, tôi xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có lời mời đến đoàn đại biểu Ấn Độ và cho tôi có cơ hội để được đứng ở đây với tư cách là Phó Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ. Xin cảm ơn đã cho tôi cơ hội để có bài phát biểu quan trọng này trước một cử tọa vô cùng đông đảo đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và tôi cũng xin được một lần nữa trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã có sự đón tiếp rất nồng nhiệt, dành rất trọng thị dành cho tôi. Và tôi xin cầu chúc cho tất cả những quốc gia có truyền thống Phật giáo chúng ta ngày một phát triển hơn, hòa hợp hơn, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với nhau và cùng nhau tạo ra cơ hội để có thể được tiếp tục tham gia nhiều sự kiện đại lễ Phật Đản Vê Sắc trong tương lai như là chúng ta đang làm ở đây. Tôi cũng xin chúc mừng Liên Hợp Quốc đã có một hành động rất là đúng đắn trong việc chính thức công nhận đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Dựa vào ngày đại lễ này chúng ta mới có cơ hội để cùng suy tưởng về Đức Phật và cuộc đời của Ngài, để rồi từ đó chúng ta áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, suy tưởng về những gì chúng ta đã làm và áp dụng vào những hành động của chúng ta trong tương lai để mọi thứ được tốt đẹp hơn. Ví dụ như ở đây tại không gian tuyệt vời này, tại trung tâm hội nghị quốc tế này, nó là một cái bối cảnh rất là tuyệt vời. Và cá nhân tôi thì cảm thấy hết sức ấn tượng với cái không gian của chúng ta ở đây. Và khi về nước thì chắc chắn là tôi sẽ mang theo những ký ức hết sức ngọt ngào về đại lễ Phật Đản lần này ở đây. Và đặc biệt là điều đó chúng ta có được là nhờ vào sự lãnh đạo của chư tôn đức giáo phẩm, của các quý vị lãnh đạo đất nước chủ nhà, rồi thì là cả sự tham gia
ủng hộ nhiệt tình của các vị lãnh đạo các quốc gia. Xin được chúc mừng và xin cảm ơn đất nước Việt Nam, xin cảm ơn tất cả các quý vị. Trân trọng cảm ơn Ngài Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkayesh Naidu với thuyết trình vừa gửi đến đại lễ. Thank you very much, Honorable Mr. Venkayesh Naidu. Kính thưa đại lễ, chúng tôi rất vui mừng được chào đón bà Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm Thư ký Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hiệp Quốc, và giờ phút này xin trân trọng kính mời bà Amida Sosia Alice Zabana, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc tiến lên lễ đài để gửi thông điệp chào mừng. Now I would like to invite Ms. Amida Sosia Alice Zabana, Under Secretary General of the United Nations, Secretary of the United Nations Economic and Social Committee, to take the floor. Và Ngài Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang bắt tay và chào thân mật Ngài Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ. Một lần nữa xin hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Ngài Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ cũng đến chào, xã giao và bắt tay các quý vị nguyên thủ và các quý vị cựu lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng Chủ tịch Ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak 2019, kính bạch Hòa Thượng Giáo sư Tiến sĩ Brahma Pundit, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về Tổ chức Ngày Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính bạch chư vị lãnh đạo Phật giáo, thưa toàn thể quý liệt vị, thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Tôi vô cùng vinh dự được có mặt tại tỉnh Hà Nam của Việt Nam để cùng quý vị kỷ niệm Đại lễ Phật đản Quốc tế Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết số 54/115 của mình năm 1999 đã chính thức công nhận ngày Vesak là ngày lễ quốc tế để tôn vinh những giá trị của Phật giáo và Đức Phật. Những giá trị đó đã ra đời từ cách đây hơn 2,5 thiên niên kỷ, và nó đã có giá trị thực sự lan tỏa cho toàn nhân loại của chúng ta. Trong ngày Đại lễ Phật đản lần này thì tôi xin một lần nữa nhấn mạnh lại thông điệp về lòng khoan dung, về công bằng xã hội của Đức Phật, đặc biệt là trong một thế giới đang ngày một kết nối hơn mà chúng ta đang sống hiện nay. Kính thưa chư vị hòa thượng, thưa quý vị đại biểu, trong thế giới hiện nay chúng ta đang ngày một thiếu đi sự khoan dung, xung đột đang ngày một diễn ra nhiều hơn. Chúng ta không thể làm ngơ trước những điều đó, và trong bối cảnh đó thì giáo lý của Phật giáo càng khuyến khích chúng ta phải hành động với kiến thức của mình, sự khoan dung của mình và tinh thần đoàn kết của mình. Những giá trị này đã truyền cảm hứng cho vị hoàng đế lừng danh của Việt Nam vào thế kỷ thứ 13 là vua Trần Nhân Tông để sáng lập nên triền phái Trúc Lâm. Ở khu vực này của chúng ta có sự bất bình đẳng đang ngày một gia tăng so với trước đây, so với hai thập kỷ trước đây, và người nghèo, những người khó khăn đang ngày càng thiệt thòi hơn, ngày càng dễ bị tổn thương trước những cuộc khủng hoảng hơn. Hiện nay thì chúng ta đang thấy có một xu hướng gia tăng của chủ nghĩa cực đoan, xung đột đang ngày một tràn lan, sự bất ổn xã hội đang diễn ra nhiều hơn.
nó làm mất đi những cơ hội về kinh tế xã hội của những người khó khăn. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải cân nhắc tới chuyện làm thế nào để chúng ta sống mà có sự sẻ chia về trách nhiệm dựa trên thông điệp và những lời giảng dạy như chiết của Đức Phật Từ Bi, thì chúng ta sẽ có được những định hướng đầy giá trị giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn trong quá trình phát triển này. Kính bạch chư vị hòa thượng, thưa quý vị đại biểu, trong hai thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế công nhận về những phát triển kinh tế xã hội của mình, và điều đó đạt được là nhờ Việt Nam vẫn tiếp tục thúc đẩy những giá trị của phát triển bao trùm, của mô hình bền vững. Người dân ở đất nước Việt Nam đã nhận được rất nhiều những giá trị và lợi ích từ những chính sách chuyển mình của đất nước. Và những chính sách đó, những chương trình đó đã thực sự giúp cho đất nước phát triển hơn, bền vững hơn. Tôi xin chúc mừng quý vị lãnh đạo đất nước Việt Nam và mong muốn rằng quý vị sẽ tiếp tục có những nỗ lực để tiếp tục phát triển đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Thế giới đã chứng kiến và đã công nhận rằng Việt Nam đã phát triển rất thành công, và kèm theo đó là những giá trị của Đức Phật được thể hiện ở trong nhiều hoạt động của chúng ta. Về phương diện chia sẻ trách nhiệm, thì Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng với tất cả các chính phủ của các quốc gia trong khu vực để tăng cường sự hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của những mục tiêu bền vững về phương diện kinh tế, phương diện môi trường. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để tăng cường sự kết nối khu vực, sự hợp tác cũng như là mô hình đa phương. Ở trong bối cảnh đó thì vai trò lãnh đạo cần phải được tăng cường nếu như chúng ta muốn tạo ra một xã hội thực sự bền vững và có sức chống chịu cao trong thời đại ngày nay. Chính những chương trình như ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta có cơ hội để được hợp tác với nhau để cùng hướng tới một xã hội thịnh vượng hơn, bền vững hơn. Và nhân Phật cho tất cả mọi người, xin cảm ơn quý vị đã chăm chú lắng nghe. Trân trọng cảm ơn thông điệp chào mừng của bà Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm Thư ký Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc. Một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thank you very much, Excellency. Kính thưa đại lễ, Mặt trận Tổ quốc là ngôi nhà chung trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đại lễ hôm nay, ban tổ chức được tiếp đón các quý vị đứng đầu các tôn giáo bạn và đại diện các dân tộc anh em của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Đại lễ cũng vui mừng được tiếp đón Ngài Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giờ phút này xin trân trọng kính mời Ngài Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lên phát biểu. Ladies and gentlemen, the Fatherland Front is the common home of the great unity bloc of Vietnam. Here today we also like again to welcome the presence of the leaders and representatives of all religions in Vietnam. And now I have the honor to invite His Excellency Mr. Trần Thanh Mẫn, Chairman of the Vietnam Fatherland Front, to make his remarks. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị lãnh đạo nhà nước Myanmar, Nepal, Bhutan. Kính thưa các vị đại diện Liên Hiệp Quốc, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Kính thưa chư tôn đức, các đại biểu lãnh đạo Phật giáo các nước, các tông phái Phật giáo
trên thế giới cùng quý vị chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak năm 2019 được tổ chức tại Việt Nam, với tình cảm chân thành, sự quan tâm sâu sắc trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, thân ái và hữu nghị, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới các vị lãnh đạo, các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể chư tôn đức, tăng ni Phật tử trong và ngoài nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đại lễ thành công viên mãn. Kính thưa các vị đại biểu, quý vị khách quý, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức thường niên ở các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc với sự hội tụ đông đảo các tổ chức hệ phái, tông phái Phật giáo trên thế giới nhằm tôn vinh ba sự kiện trọng đại: Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới đã được công nhận bằng nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Việc tổ chức Đại lễ Phật Đản hàng năm là để chúng ta tôn vinh các giá trị nhân bản trong tư tưởng của Phật giáo về từ bi và trí tuệ, khoan dung và hòa hợp, tôn trọng bảo vệ con người, sự sống và môi trường sinh thái, tự chủ, không ngừng tiến bộ và giải thoát, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội, chống bá quyền bạo lực, tội ác, chiến tranh, khủng bố và các tệ nạn xã hội, xây dựng con người và cộng đồng xã hội an lạc, phát triển hài hòa, bền vững trong hòa bình, hữu nghị và hợp tác thân thiện trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về khủng bố, bạo lực, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và đói nghèo, thì việc thực hiện và phát huy những tư tưởng sâu sắc của Đức Phật sẽ tích cực góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp của nhân loại vì một thế giới hòa bình, hợp tác và tiến bộ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là một tổ chức liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng đất nước, bảo vệ hòa bình. Với tinh thần đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, là cơ hội, là nhịp cầu đoàn kết, hòa bình, phát triển của nhân loại, giúp cho tất cả mọi người hiểu được giá trị cao của Phật giáo, hành động hướng tới một xã hội nhân loại công bằng, dân chủ và cùng phát triển bền vững. Một lần nữa, tôi xin chúc Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak năm 2019 thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu, quý vị khách quý trong nước và quốc tế luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, quý vị khách quý. Trân trọng cảm ơn bài phát biểu của Ngài Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thank you very much, Excellency. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các quý vị lãnh đạo và các quý vị đại biểu, lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 đến đây tạm khép lại, và giờ phút này là trân trọng kính mời lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo giáo hội các tông phái, giáo phái ở trên thế giới, lãnh đạo các nguyên thủ quốc gia
và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phía bên tay trái của chúng con kính cung thỉnh ba dãy ghế đầu tiên.